Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện một cái chủ đề làm sao để mình có thể bán hàng được cho người giàu. Ai cũng mong muốn là mình có thể tạo được niềm tin với khách hàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên, hầu như chúng ta thường hay thấy những cái lắc đầu làm cho mình cảm thấy là mình lo sợ nè, làm cho mình cảm thấy e dè, và thậm chí là bản thân Hương đã từng đi bán hàng và hầu như mình rất là cảm thấy rất là lo lắng. Hương đã từng đi ra ngoài công viên để mình được tiếp xúc với những người lạ và mình thử làm quen với những người mà họ có tiền hơn một chút. Trong những cái giới có tiền thì thường họ sẽ cảm thấy rất là e dè và hầu như họ luôn luôn cảnh giác. Chính vì cái điều đó mà Hương thấy rằng là khi mà mình muốn bán bất cứ một cái sản phẩm nào, và đặc biệt một cái điều là việc đầu tiên để bạn có thể làm quen được với một người lạ là chúng ta phải nhìn lại ngoại hình của mình. Mình xem coi cái gương mặt của mình nó đã sáng chưa, mình xem cách ăn mặc của mình có phù hợp chưa, cơ thể của mình đã có tỏa hương thơm chưa, để mình tìm được cái sự đồng điệu đối với những người có tiền, bởi vì họ rất là chỉnh chu. Và yếu tố thứ hai đó chính là khi mình gặp thì mình hãy giới thiệu mình là ai. Và cái điều mà mình muốn chia sẻ cái chủ đề trong ngày hôm nay, mục đích nó là cái gì? Đừng có vòng vo, bởi vì người ta vô cùng cảnh giác khi chưa biết bạn là ai. Và yếu tố thứ ba vô cùng quan trọng đó là hãy trò chuyện một cách vui vẻ và đặt những cái câu hỏi thông minh để mình có thể xem mong muốn của họ là cái gì, và chúng ta sẽ giải quyết được cái mong muốn của họ bằng những cái sản phẩm, hoặc là chúng ta sẽ làm sao giúp cho họ một cách tốt nhất. Đó chính là cái cách mà chúng ta tạo thiện cảm và chúng ta sẽ giữ được những cái mối quan hệ. Bởi vì trong kinh doanh, không phải hôm nay chúng ta bán được hàng hay không, mà cái yếu tố quan trọng khách hàng chính là tài sản của mình. Bởi vậy mình hãy tạo những cái mối quan hệ thân thiện nè, tạo cái sự tin cậy và làm sao phải mang lại cái giá trị cho khách hàng. Như vậy thì nó sẽ vô cùng bền vững. Và sau hơn 5 năm mình kinh doanh thì mình mới cảm nhận một điều, đó chính là hơn 6.000 khách hàng họ đến bên cuộc đời của mình, họ mang lại những cái giá trị cho bản thân Hương và cho tất cả đội ngũ nhân sự của mình, thì họ cũng sẽ nhận được giá trị nó phải tốt hơn, nó phải tuyệt vời hơn. Như vậy thì họ sẽ gắn kết và giữ chân họ hơn 5 năm nay. Hy vọng rằng tất cả những anh bạn nào chúng ta đang kinh doanh thì các bạn có thể hãy áp dụng ba cái cách này đi. Chúng ta hãy làm mới cơ thể của mình, phải làm cho bản thân mình có được sự đồng điệu với những người có tiền. Và yếu tố thứ hai đó chính là hãy chân tình và hãy nói cái vấn đề mà chúng ta đang mong muốn là cái gì, mục đích là cái điều gì, thì lúc đó chúng ta sẽ nhận được cái sự chia sẻ rất là chân tình và tất cả những khách hàng của mình đã trở thành bạn bè của mình, và hầu như mình cảm thấy mình hạnh phúc trên cái con đường mà mình đang kinh doanh. Chứ kinh doanh không có nghĩa là chúng ta phải bán được hàng cho người này hay bán được hàng cho người kia, mà kinh doanh chính là cái việc chúng ta tạo ra giá trị và chúng ta níu giữ những cái mối quan hệ trong cuộc sống của mình để họ luôn luôn trở thành bạn bè của mình nha. Hãy đăng ký cái kênh video của Hương ngay hôm nay để ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào cái video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.